Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải lên trang Weibo hình ảnh Song Jae-yong khi xuất hiện ở chốn công cộng. Trong ảnh, chồng cũ Song Jae-yo diện một chiếc áo Hyundai sáng màu, đội mũ, đeo khẩu trang ngồi cạnh một nhân vật tết tóc kiểu châu Phi. Theo đó, Song Jae-yong khi đã đi xem vở kịch Tempo và nhân vật đi cùng với anh là người chơi diễn nam Jin Seo-ju trong bộ phim Victory. Đây là lần cách biệt Jae-yong khi lộ diện sau khi ly hôn với Song Jae-yo. Người ái mộ phần nào yên tâm vì thấy sắc mặt của anh khá tốt. Mới đây, trên một vài trang fanpage xuất hiện những bài đăng gắn ghép Song Jae-yong khi với nữ diễn viên Kim Ji-eun. Nguyên nhân nắm nguồn từ việc cặp đôi này liên tục có những khoảnh khắc thân mật, cười đùa và thoải mái bên nhau. Nhiều người ái mộ không khỏi phấn khích khi nam tài tử đình đám có thể nở nụ cười rạng rỡ sau cuộc tình tan dở với Song Jae-yo. Được biết, Song Jae-yong khi và Kim Ji-eun cùng tham gia trong siêu phẩm thế hệ Adang Roadless. Trước đó, hai ngôi sao rất thân mật từ hồi cùng đóng Hậu duệ mặt trời. Nguồn Weibo.